Nắng nóng kèm gió Tây Nam thổi mạnh đang làm cho nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều khu vực đã được đầu tư khoan giếng, xây hồ nhưng vẫn không đủ nước. Thiếu nước sinh hoạt hàng ngày, nhiều nơi người dân đã phải tranh thủ cả ban đêm để tập trung lấy nước, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cũng như hàng chục hộ dân khác, 20 năm qua, gia đình bà Võ Thị Đào phải kéo đường ống đường kính chỉ 1 cm dọc rãnh thoát nước đường giao thông cách nhà gần 2 km dẫn nước từ khe núi về uống và sinh hoạt hàng ngày như thế này. Hầu trước kia là xài nước ở nước mặt trong hang đá ra, là thằng sau này không có nước khô nước là bà cô chú bà thấy không có nước là bà cho được 100 triệu đỡ không cái nước cho len nó xài mà len mà xâm dứ lại cá bây giờ xâm tên không có cá. Thời gian gần đây, thôn Tân Lập được các tổ chức cá nhân chung tay khoan giếng và xây 2 hồ chứa nước cho người dân sử dụng với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Thế nhưng thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, nước không đủ bơm lên hồ, bà con phải thức khuya dậy sớm, chờ nước lên mang về dùng. Lo ngại nhất là đang trong mùa dịch COVID-19, việc tập trung đông người cùng một thời điểm để lấy nước là vô cùng nguy hiểm. Cả hầu 2 giờ sáng cũng dậy canh miếc tao bê 4 giờ sáng như giờ sao, không có nước sao sai. Cách thôn Tân Lập, xã An Mỹ chừng 2 km là khu đất cày thuộc địa bàn xã An Thọ, huyện Tuy An. Ông Nguyễn Văn Hiệp có thừa nước để tưới cho hơn nửa hecta đất trồng cây ăn quả và bơm vào ao nuôi cá. Để có nguồn nước dồi dào như ngày hôm nay, ông Hiệp đã phải khoan 3 lần giếng mất gần 200 triệu đồng. Thì coi như tôi đã làm là 3 cái, nhưng mà một cái đầu là 145 mét, không có. Tiếp cái thứ hai là 125 mét, cũng không có. Đến cái thứ ba là tôi đặt thẳng là 100 triệu, là 107 mét là có. Năm nay đến thời điểm này đã có ít nhất 3.271 hộ không đủ nước dùng hàng ngày. Có nơi người dân phải mua nước với giá 50.000 đồng một mét khối, như ở xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa. Điều đáng nói ở đây là giải pháp cung cấp nước. Từ các công trình nước tập trung do nhà nước đầu tư, nhiều công trình đã không phát huy hết công năng, thậm chí bỏ hoang. Trong khi một người dân như ông Nguyễn Văn Hiệp lại có được nguồn nước bền vững, sử dụng thoải mái để tưới cây nuôi cá. Đây là việc làm thể hiện tính kiên trì, tự lập, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, rất đáng được ghi nhận.